Ui rồi sao? Ui rồi to. Và hello, xin chào lắm cho anh em đã quay trở lại với channel của mình nhé. Hôm nay các bác nhìn này, đang chuẩn bị ra chỗ cây dừa trèo hái quả, đang định vác cái thang này. Nhà mình nhà không có bao vườn dừa, to chưa? Quả to cực kỳ luôn. Bao vườn toàn quả to luôn. Đây là sáng và xem. Nhất là buồng buồng này quả to nhất này. Đấy. Toàn quả khủng mà. Thì đang cơ định ra trèo dừa thì nhìn ở trên chỗ em có cái bể nước các bạn ạ. Thì ngày xưa ấy, rất nhiều anh em hỏi em video em cân phao của gì ấy. Đợt đấy em không có cái bể nước ấy, không có cái ống, gọi là ống PC ấy. Ống PC to để làm video cân phao cho anh em xem. Thì mới ra đây nhìn thấy, mình nhớ là nhà mình có cái bể nước này. Theo tiện đây thì em sẽ giải thích cho anh em và hướng dẫn anh em làm sao cách cân phao nhé. Đây là theo cái kinh nghiệm của em đi câu. Em nghĩ là nhiều anh em ngày xưa hỏi em đấy, thì theo dõi kênh của em đến bây giờ chắc cũng là tự cân phao và đi câu rồi đó. Bởi vì các bác cứ xem em câu nhiều rồi, xong rồi anh mua đồ về ông ấy cứ tập tành chụp tành là cũng biết cân phao thôi. Nhưng mà hôm nay em sẽ hướng dẫn một cách chi tiết nhất những cái gì mà em biết, truyền đạt lại cho anh em nhé khi đi câu lục. Trước khi vào bộ môn câu lục này thì mình phải biết cân phao, và cân phao thì các bác phải biết là bộ lục ấy sẽ có hai thể loại câu, một là câu bành và câu tì. Đấy, câu bành thì nó sẽ có loại lưỡi, gọi là lưỡi chì đồng các bác này. Đây là lưỡi câu bành nhá. Thì chì này nó sẽ rất là nhẹ. Đây, gỡ cho anh em xem. Thường là em thấy câu bành ít người câu lắm. Không em đi xem nhiều video không thấy mấy ai câu bành mấy. Đây anh em nhìn này. Nếu bành thì bằng chì đồng. Thế nào gọi là câu bành? Câu bành ấy là khi con cá này nó đè vào cái trục của mình ấy, thì quả phao của mình phòi một cách rất là nhanh. Đấy, phòi một cách rất là nhanh. Còn câu tì, đây em chuyên gia đi câu tì bác. Câu tì thì cái chì của nó ấy, nó sẽ là chì thường các bác nhá. Này, đây câu tì sẽ là chì thường, mà chì này sẽ rất là nặng anh em ạ. Đấy, chì nặng thì mình cân phao làm sao cho khi con cá ấy, đây con bác này, con cá lấy nét quá xem, lấy nét macro gần đây. Khi con cá nó đi qua đi trục, nó đi qua đây trục này các bạn đấy, khi cá đè đi trục thì quả phao mình tụt phát rất là nhanh đấy, nhìn rất là sướng mắt luôn. Tổng này quá, các anh em ơi, quá cá to, cá to à, hàng rồi. Ôi ôi, ui đóng đóng rồi, trôi trôi trôi, vâng trôi trôi to, ui đây rồi, ui rồi ôi, ui ôi hàng khối khối, đây còn đây là quả phao. Anh em nhìn đây là quả phao của em, là phao bầu 30. Thì đây là sẽ là cái phần mà mình cho chì vào trong đây, mình để cân phao tì hay là cân phao bành các bạn này. Đấy, đây là chì em đã cân sẵn, thì bây giờ em hướng dẫn các bạn nhé. Cái phần chì này ấy, thì nó là chì cục. Cái chì cục này anh em cứ cắt ra. Đấy, thì bây giờ sẽ là cân phao tì anh em nhé. Cân phao tì thì cái phần chì mình cho vào nõi này các bạn này. Đó, cho vào nõi, đó cứ cho vào đây này. Em cân sẵn này, các bác cứ cắt và cho vào cân đi. Tí nữa em sẽ chỉ các bác làm sao mà để cho phao nó vào mức như nào thì là hợp lý. Đây, đấy anh em xoắn vào. Đấy, ok.
Đây sẽ là cái video mà em hướng dẫn các bác confirm một cách chuẩn xác nhất mà nhanh nhất và dễ hiểu nhất. Thế không, em thấy trên nhiều kênh ấy họ cứ bảo cho chì vào thế này cứ cắt cắt từ từ dần dần máu ấy, làm rất là khó hiểu. Trước em xem em cũng không hiểu, sau này em bản thân mi câu nhiều ấy thì em mới biết là cái cách mình cân như nào chuẩn xác và nhanh nhất. Đấy các bác nhá. Các cứ cắt chì nhá, cắt chì cho vào cái phần đáy của đồng này. Em xoắn nó chỉ chẳng tí em tháo ra, còn cần cho bác xem power bank nhá. Đấy, cắt chì cho vào phần đồng này và thả xuống nước. Cắt thả xuống nước làm sao cho cái cân tỳ anh em này. Đấy là bác xem. Cân tỳ ấy thì cái mực nước của phao. Anh em cắt chì cho vào chân đồng và cân làm sao để cái mực nước khi mình thả quả phao này, đúng không? Mình thả quả phao xuống nước, bản thân một quả phao không nhá thì nước nó phải quả phao phải chìm tới cái ngậm này các bác này. Cũng phải chìm được một nửa cái ngọn này bác nhá, từ phần này đúng không, nó phải chìm vào tới tầm này hoặc đổ tới tầm này là đẹp đây, trong cái khoảng từ tầm này tới trên tầm này đấy, các bác hiểu chưa? Cho chì làm sao khi quả phao này mình thả không quả phao nữa thôi thì nó sẽ phải chìm từ phần này tới phần này, là cân là chuẩn nhất và nhanh nhất đấy. Và khi mình quả phao nó càng xuống sâu đúng không, anh em thả phao càng xuống sâu thì áp lực của nước ấy, nó đẩy lên càng mạnh đấy, thì làm sao cứ tiết tới tầm này nè, đây từ phần giữa này tới phần đầu trên đây là ok nhất, nằm trong khoảng này nhé. Em thử các bác xem này, đây này, đấy khi mình cho chì vào cân phao tì các bác này, thả vào phao xuống nước đây em, khi em ném phao nước nó đấy đấy, bản thân của phao ấy đấy, nó càng xuống sâu thì áp lực nước càng đẩy lên mà, thì bản thân của phao nó chỉ mới tới tầm này mới là ok các bác này. Đấy các bác cứ căn sau đây, mình cứ căn ở nhà mình đi câu thì nó nhanh đấy, cứ cách làm sao được một khoảng vậy là ok nhất đấy, nghe mình thấy chưa, như thế này là chuẩn bài nhất này. Đó nghe thấy chưa, như này là chuẩn bài cân phao tì nhất nhá, cứ nằm trong cái khoảng nương nương này các anh, khi con cá đè phát nó tụt mạnh xuống cái này nhìn nó phơi lắm. Và có một câu hỏi mà anh em thường hỏi em là khi mình cân phao như vậy ấy, thì cái lúc mình xuống nước có phải không, thì lưỡi nó kéo chìm mất quả phao à? Đấy thì nó lại nguyên nhân là nó do đâu để làm sao để có quả phao nổi cái mực như vậy đó. Và khi anh em cho lưỡi vào như thế này đúng không, đây bộ cần của em nhá, đây các bạn này, đây bộ cần của em đúng không, lưỡi đây đúng không, phao đây đúng không, khi anh em cho lưỡi này thì tất nhiên là cái lưỡi này nhá các bạn nhá, đây cái lưỡi này nó phải chạm xuống đáy đấy, nó chạm xuống đáy rồi thì nó sẽ chìm quả phao xuống. Nếu mà anh em mà chưa chạm vào đáy thì quả phao sẽ tụt mất hình đấy, thì làm sao để quả phao nổi lên đúng cái tầm mình đã cân như vậy, để mà gỡ cái máy ra đấy. Đây anh em này, đấy trên đây nó có một cái hạt để mình chặn phao bên trên các bác này, em lấy nét rõ đây, nó sẽ có một cái hạt để mình chặn cái phao ở bên trên, anh em nhìn rõ chưa? Đấy có nghĩa là khi mình quả phao nó chìm đúng không, đây dây nó như thế này đúng không bác, đây quả phao mà nó chìm tụt hẳn cái đầu xuống nước này, chìm đây nó sẽ chìm quá này, nó tụt mất đây, anh em hiểu này đấy, thì mình sẽ phải cho cái hạt chặn này nó nuôi lên đấy, cho hạt chặn nuôi lên thì đồng nghĩa là việc là cái lưỡi của mình sẽ chìm được xuống đáy sâu hơn đấy, thì quả phao của mình nó sẽ trồi lên tới tầm như thế này đấy, anh em có hiểu không, quả phao nó cứ chìm tụt xuống bao nhiêu thì anh em lại kéo cái hạt chặn này nuôi lên đấy, cứ kéo hạt chặn nuôi lên thì tới một mức nào đó thì quả phao nó nổi lên tới cái tầm một cái quả cánh hoa như thế này là ok nhất anh em, nổi tới cái cánh hoa như thế này là ok nhất. Và khi con cá nó đẻ quá nhá, đây khi con cá đẻ vào trục, nó đẻ vào trục sẽ tụt một phát xuống phịch phát là chết luôn. Ví dụ đây là mồi của mình các bác nhá, đây đây là mồi của mình,
Này, em đầu tư hẳn con cá để quay bác sao mà chạy chợ mua con cá này. Đấy, kỳ công không? Đấy nhá, khi đây là mồi của mình đó nhá. Để mà để máy xa xa anh em xem nó rõ ở đây. Đây cũng mồi của mình thì con cá nó sẽ ăn là tầm như này đúng không bác? Nó cứ ăn này, nó nhoi nhoi theo nó đi. Nó đi nhiều lúc nó đá đuôi hay đá yếc ấy. Đây, đá đuôi hoặc nào nó màn trực tiếp đấy bác nhá. Nó đi này nó ăn. Nhiều em hỏi là nó đè phao hay là đè ăn nó đè phao hay là đè trục hay là đè lưỡi. Thì anh em nhìn này, nó ăn chắc chắn là nó sẽ phải đè trục rồi. Này, nó nghe ngoài đây nó nick view 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 nick thế là nó đè này nhá, đi nó đè cái dây của mình xuống. Anh nhá, nó đè dây của mình xuống cái là lập tức quả phao mình tụt xuống ngay. Đấy, lập tức quả phao mình tụt thì lúc này các bác cầm cái này đúng không? Các bác giật vào phát. Các bác thấy chưa? Đấy, đóng ngay. Tầm đóng vào bụng, đặc biệt là cá mà nó đóng vào cái phần này là mất chạy, đóng vào đuôi đôi khi hay sảy, còn nếu mà đóng cái phần này là chết chết toi ở chỗ này. Thì các bác có sảy cá toàn đóng cái phần đuôi cái phần đấy, cái kiểu như đuôi nó vừa đá qua đấy. Để em gỡ lại nè. Đây, ví dụ như là con cá mà nó đuôi nó đá qua các bác này, các bác đá qua này phao nó bấm phát các bác giật lên. Đấy thì đóng này đôi khi nó còn hụt. Hoặc là con khác nó cá con nó vào nó phi cái vèo phát ấy. Nó vèo phát mà con khác nó đi vào thì các bác hay đóng vào đuôi. Ô cái này. Đây. Em nào lại một lần nữa cho các bác xem nhé. Đây, lưỡi đẻ này. Đây, con cá nó cứ ngoe ngoe. Đấy xong nó đè vào trục của phao mình tụt xuống các bác giật phát. À, các bác nhìn đa phần các bác đóng kiểu này đúng không? Chết ngay tại chỗ. Đó, đó là cái kinh nghiệm anh em đi cân phao tì nhé. Đấy, các bác cân như của em rất là chuẩn, rất là nhạy và rất là nhanh chóng. Cân một lần là ok luôn. Đó, còn bây giờ đối với lưỡi bành anh em này, đối với lưỡi bành thì anh em thả ra, bỏ chì ra cho bớt chì thôi. Mình sẽ cho một lượng chì như này vừa phải vào phần chân phao để làm sao để khi cái mực nước mình thả nhá thì cái mực nước nó chỉ nằm ở đây các bác nhá. Đấy, anh em nhìn thấy không? Mực nước khi mình thả quả phao xuống thì nó chỉ nằm ở cái mức này thôi. Quả phao chỉ chìm ở tới mức này. Nhiều bác nhá, em thấy nhiều bác làm cái video cân phao, thật ra là các bác nói tào lao ấy, các bác bảo là cân với lưỡi. Nhưng thực sự không phải là cân với lưỡi anh em ạ. Khi anh em mà thả xuống nhá, cái lưỡi nó chìm xuống tới đáy rồi đúng không? Thì làm gì còn cái lực nào đẩy nữa mà nói cân với lưỡi là hoàn toàn sai. Đấy, mình cân với kiểu câu là chuẩn nhất, mình cân với kiểu câu bành hay kiểu câu tì là chuẩn nhất, chứ đừng nói cân với lưỡi. Bởi vì sao? Cái lưỡi nó chìm xuống đáy này nó không còn một cái lực nào để tác động vào lưỡi nổi hay lưỡi chìm hay là nó ảnh hưởng quả phao, hoàn toàn là không có nhá. Đấy, hoàn toàn là không có. Đây, khi anh em cho cái phần chì vào nhá, em thấy nhiều kênh trên đấy nói rất là tào lao, bảo là cân với lưỡi để làm sao quả phao thế này thế kia, hoàn toàn không phải. Đây là anh em cân phao để phù hợp với cái loại mình câu đánh, mình đánh tì hay mình đánh bành. Đây, khi anh em cân phao thì sẽ cho một nước nằm mức này. Khi anh em cân phao thì anh em thả xuống nước này. Đó. Đấy. Thì bản thân quả phao nó chỉ chìm được mức này thôi. Đây mới nào chuẩn cân bành này. Đấy. Còn nếu mà anh em nói cân miếng lưỡi, cái lưỡi nó chìm xuống cái phần đáy thì nó không ảnh hưởng gì đến quả phao cả. Đấy, quả phao chỉ ảnh hưởng khi con cá đè vào nó là bành hay là tì. Anh em nhớ quả phao này nó chỉ ảnh hưởng tới cái việc mình câu đó, mình câu bành hay câu tì, khi con cá đè vào cái dây của mình là mình câu bành hay là mình câu tì. Nghĩa là con cá nó đè vào thì quả phao mình chìm xuống hay là nó nổi lên, thế thôi. Còn nó chìm xuống hay nổi lên lúc đấy nó mới phụ thuộc vào lưỡi, còn lúc cân không phụ thuộc vào lưỡi. Khi nó chìm xuống là lúc mình cân theo cân tì đúng không bác, thì quả phao mình sẽ tụt rất nhanh, bởi vì trọng lượng của cái lưỡi của mình phần đáy nó rất là nặng, thì quả bản thân quả phao nó không thể nào nó kéo nổi được bành lên ngay đúng không. Đấy, với lại quả phao của mình nó đang là nặng nữa, hiểu không? Nó đang ở cái túp gần túp đầu rất là nặng, thì con cá đè xuống nó sẽ tụt ngay lập tức, tụt rất là nhanh. Còn khi anh em câu bành đúng không, con cá nó đè vào cái quả phao này, bản thân cái lưỡi này nhá, bản thân cái lưỡi này khi nó kéo xuống quá nhá, bản thân cái lưỡi khi anh em cho vào nhá, thì lúc đấy thì quả phao nó ảnh hưởng của lưỡi nó sẽ tụt xuống, thì nó cũng tới cái tầm này được các bạn, nó cũng tới cái tầm này. Mực nước lúc nào khi anh em cho lưỡi vào thì nó tới phần này. Để em cho lưỡi các bác xem đã. Đây, em móc lưỡi bành cho bác xem. Đấy, khi mình cho xuống thì bản thân cái lưỡi nó sẽ kéo được đấy tới tầm này, hoặc là tới tầm này trên trên nữa là nó sẽ tụt được xuống tới mức như đấy.
khi con cá nó đè vào lưỡi các bác nhá, nó đè vào trục ấy thì bản thân cái lưỡi nó rất là nhẹ, lưỡi bành rất là nhẹ, thì quả phao lập tức nó sẽ dập, nó chắc chắn là nó sẽ đè phát là quả phao sẽ dập xuống. Mà khi quả phao nó dập xuống ấy, dập xuống cái này thì lúc là áp lực của nước ấy nó sẽ đẩy được quả phao lên, bởi quả phao rất là nhẹ, quả phao nó đẩy nó sẽ phò thế ngay ngay bác ạ. Đấy. Úi giời ơi. Úi giời phao. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Hàng hàng thôi. Khi nó tụt xuống nhá, nó phòi mà sẽ phòi lên, tụt xuống một phát mới đầu chắc chắn sẽ tụt rồi, tụt xuống phát nhẹ nhẹ nó phòi hẳn cù lên này, này và lúc đấy là bao kéo là sẽ chết được cá. Đấy là hai cách cần chuẩn bài nhất. Đấy đấy là hai cách cân phao chuẩn bài mà nhanh nhất anh em về áp dụng cái nào ok ngay với mục đích câu bành hay là câu tỉ, cho chì bao nhiêu đấy anh em cứ cân nhé. Nhớ là câu tỉ cho phao, cho chìm sao phao nó chìm vào tới tầm này bản thân của phao không nhé, còn câu bành thì cho chìm sao bản thân của phao nó chìm tầm này là ok, khi cho lưỡi xuống nó sẽ kéo được tới cái túp này là ok nhất đó. Và lúc đấy cá đè vào bành hay tỉ là nó sẽ phụ thuộc vào lưỡi và phần chì này đó. Chúc anh em thành công với cái video này nhé, làm như này sẽ rất là chuẩn và nhanh ăn nhất các bạn. Còn số thì em chỉ câu tì là ngon, chung là câu tì tụt phao sướng lắm. Rồi, chúc bác thành công, hẹn gặp lại và ngày mai cũng là ngày mai em đi câu, mong là lên được hàng cho anh em xem nó phê. Mấy nay đi câu sướng lắm, câu lục lúc nào phê nhất.